Em xin chào quý vị và các bạn. em cũng đang có một số bác đang hỏi em những dòng máy đeo trên 10 triệu nhé. Đó. Thì em nên cho các bác con hôm nay cái con này là con siêu vip luôn là con đeo Precision 5530. Đó. Dòng này thì quý vị biết rồi đấy, đây là một trong những dòng cao cấp của đeo nhé quý vị nhé. Và con này thì có được thừa hưởng một cái thiết kế là thiết kế ở phân khúc cao cấp tức là gì? thiết kế dạng thiết kế này chỉ dùng cho những dòng cao cấp của đeo à, chỉ dùng cho những dòng cao cấp của đeo à, đây à, mời quý vị các bạn xem nhé à, nói chung là hàng nhà em về thì toàn hàng đẹp thôi quý vị ạ, toàn hàng đẹp thôi nhiều lúc mọi người cứ nghĩ là đây là hàng mới nhưng mà uh, em xin nói luôn luôn đây là những cái hàng mà gọi là hàng đã dùng rồi đã qua sử dụng rồi nhé quý vị nhé à, đã qua sử dụng rồi Đấy, và nó sẽ có những cái dấu hiệu nó khác với dòng mới kể cả quý vị hàng quý vị mới mua mà bỏ khui đập hộp ra dùng một vài ngày nó đã khác rồi nhé quý vị nhé đó Thế nên là mình không thể so sánh với hàng mới được và và hàng nó đã qua sử dụng rồi và tuy nhiên nó là rất là đẹp nhé quý vị nhé ok đây mặt trước của nó nhé đây mặt trên của nó mặt sau của nó đây đó. nói chung là không có một cái từ gì để mà nói khác hơn Nó diễn tả khác hơn đó là rất là đẹp đó rất là đây, ok, Đó. Đó. vỏ dạng vỏ nhôm cho nên là của nó cầm của nó rất là sang và rất là lịch sự nha quý vị nhé, rất sang lịch sự này, quý vị nhìn này, Đó. viền nhôm các thứ nó cũng quá đẹp luôn quý vị, ạ ok, bây giờ em sẽ mời quý vị xem ở bên trong nhé, xem bên trong xem nhà nó còn có đẹp như bên ngoài không nhé, ok, đấy. Trước mắt quý vị đây là một cái màn hình 15.6 inch Phải đó là còn dòng này dòng bản full Siêu nét luôn nhé Bản cực kỳ nét luôn Con này nét căng quý vị ạ à, à, à. À. Về riêng về mặt này thì có nó Không có một cái từ gì để miêu tả Gọi là ấy hơn là Quá đẹp quý vị Quá đẹp luôn nhé à. Rất là đẹp đó. đây cấu hình của nó đây nhé, Đó. cấu hình của nó đây, thì uh, con này nhé, con này của nó là màn hình cảm ứng này, Đó, màn hình cảm ứng, là... ok, uh, cấu hình của nó là i 7 nhá, tám h đấy, chip h là chip khủng khiếp nhất của tất cả các loại, quý vị, ạ? và với con này ấy, thì cấu hình lại là i 7 Y7, đời 8 và đời 88 nó gần như là đời 9 luôn quý vị ạ. Nó gần như đời 9 nhưng quý vị xem này. Nó sẽ chạy. Nó so với các con khác thì nó chỉ cho 8 CPU. Nhưng riêng con này nó lên tới tận 12 CPU nhé. 12 CPU. Và với con khác. Với con khác cấu hình như thế này. Thì nó chỉ có. Xung nhịp có chỉ có 1.9 thôi. Nhưng xung nhịp của con này lên tới trận 2.6. Nó cao hơn rất xa. Và CPU của nó là chạy tận 12 CPU và cái tiếp theo nữa nha, RAM của nó là RAM 32GB nhá, quý vị nhá. RAM 32GB khủng khiếp rồi. Đấy. Con này bản full của nó kinh khủng luôn nhá, quý vị nhé Bản full của nó thì thôi rồi luôn, không còn gì để mà nói luôn Đó. Rồi. Đó. Ok, đấy. Và cái uh, uh, SD của nó nhá, SD của nó là SD là 256GB quý vị nhá. SD là 256GB. Đó này của nó thì thôi rồi luôn nhá quý vị nhá. Đó. Đó. Nếu mà ai mà cần nhiều, ai mà cần nhiều ổ 512 cũng có một vài khách cần ổ 512 thôi. Đấy, nếu mà lên, thêm ổ 512 lên lên ổ 512 ghi thì sẽ thêm khoảng tầm 400 000 nữa nhá. Đó. 400 000 nữa ạ. Ok ạ. Con này là có một cái cặc uh, on board Graphics 630 Đó. Và một cái cạc uh, B1000 nhé Của NVIDIA Đó. Cạc này của nó là cạc của nó là 4GB Và xe có thể lên tới tận uh, Thêm xe tận 16GB đây này Đó. Vì RAM của nó nhiều cho nên là xe lên tới tận 16GB Và tổng Tổng memory của nó có thể đạt tới tận uh, 20, 20GB nhé Đấy đây này Đó. Đó, nó rất là khủng khiếp, con cạc này quá khủng khiếp luôn rồi. Đó. Ok ạ. À. Đây, màn hình của nó xem màn hình đây. Đó, à, chúng ta sẽ xem cái màn hình của nó là màn hình gì nhé. Đó. À, màn hình đây. 3840 x 2160. Màn hình này của nó anh Màn hình của nó là màn hình 4K đấy quý vị ạ à, nhé. Màn hình 4K đấy. Đó, à, quý vị tra là quý vị sẽ biết. Đó. À, 3480 x 2160 là màn hình 4K nhé quý vị nhé. Con này quá quá là khủng khiếp luôn rồi quá hoàn hảo, tuyệt mỹ, không có gì nói cả, không còn gì để nói luôn. Với màn hình của nó là màn hình độ nét rất cao, không có một tí điểm lỗi nào cả, không nhỉ? Không có điểm phản quang, phát ra những cái tia gọi là tia ánh sáng gọi là siêu trắng, hoặc là phản quang thì nó không vấn đề gì đâu. Nhưng mà có sợ nhất là cái 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 cái, cái bị điểm đen. Điểm đen là điểm chết của màn hình nhé quý vị nhé Điểm chết màn hình đó. Thì nó sẽ không nhìn thấy thôi nhưng còn với một số cái Thì dòng thì có điểm đen có khi dùng cả đến cả năm chẳng vấn đề gì đó. Tuy nhiên là những cái chỗ điểm đen đến thì mình sẽ không nhìn rõ được cái màn hình thôi đó. Ok Rồi các cái này thì em đã cài ví dụ như là cài à, à, phần mềm chạy tiếng Việt này, Google với các kiểu này Đấy rồi các cái office phổ thông nhé ví dụ như là đây này excel này trong này có excel này word excel là những cái phần mềm mà gọi là cơ bản để đấy, Skype là chắc cũng không dùng để đến rồi đúng không ultra view này rất nhiều các phần mềm nhé word này nói chung là văn phòng Ok đấy quý, quý vị nào uh, quan tâm đến con này thì xin alo cho em nhé em xin được báo giá luôn à, giá của con này giá của con bản full này nhé giá của con bản full này là của nó là 12 triệu à, uh, 900 nghìn 12 triệu 900 nghìn đấy à, uh, quý vị nào lấy thì alo cho em nhé số điện thoại của em là 0966 594 581 địa chỉ là 57 của Nguyễn Hoàng Phương Đình 2 quận Nam Từ Liêm Hà Nội Dạ, vâng em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của bên em à, em xin định chính là tất cả dòng này về nhé để cho quý vị đỡ phải hỏi là tất cả dòng này về nhà em là hàng về đều nguyên bản hết nhá có sao bán vậy không có sửa chữa các kiểu gì đâu nhé quý vị nhé Đấy, về như nào có sao bà và bán vậy và được tặng kèm theo sạc uh, của 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 uh, uh, đi theo nó của hãng luôn nhé quý vị nhé Dạ ơn vâng em xin kết thúc video tại đây Vâng xin chào và hẹn gặp lại